Chị Hồ Quỳnh Hương, anh sao? Đi giờ anh cá vậy mong. Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là biết, anh biết rồi. Quỳnh Quỳnh Hương biết rồi. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi bắt chân em. Anh ngồi bắt chân em, anh nghe vậy là được. Bưng nó về. Đó là quý anh Giang chứ không có kiểu mà hiểm khích hay gì hết. Ủa, đâu có hiểm khích. Nhưng mà tí nữa là em rồi anh Thành ha. Nói về cặp đùi là sao? Khỏe em. Nhảy trời nhiều ơi, khỏe. Vậy thì ai lại cặp đùi của em? Em sợ anh Trường Giang. Sao sợ Trường Giang? Em sợ anh Trường Giang chặt lắm. Tại mấy cái show khác á. Ủa anh Trường Thành cũng chặt lắm mà. Nhưng mà em chưa bị chặt anh Trấn Thành. Nhưng mà em thích chị Ốc, em thích chị Trang hay là hai người nữ luôn vậy? Em ơi, em bỏ tiền ra số chương trình này hả? Vậy là Miu Lê, em sẽ về đội của Trường Giang nha. Hả? Ai biết không được, không chịu chọn chi. Hồi đó chưa chọn, thôi em chọn đi. Thôi, muộn rồi em à. Muộn rồi. Để về cho đổi. Nhiều vô chi người ta về đội một đứa kìa. Ủa như vậy là sao? Em qua kia ông chặt em sợ lắm. Hả? Qua kia đi. Miu, em ở nhà em đã từng coi chương trình này rồi đúng không? Dạ em rồi. Đoán đúng hay sai? Có nghĩa là em đoán sai hết. Thì hôm nay em nghĩ sai, em đoán ngược lại vậy thì em nghĩ là đúng. À, yeah yeah yeah. À, thưa chư vị bộ thẩm đoàn. Câu này quen quá, tao nghe hoài luôn á. Trời ơi, Miu Lê, Miu Lê, Miu Lê, Miu Lê ơi, hình tượng của em là ngọc nữ đó. Em chọn cái chị số 2 á, chị Bạch Tuộc á. Rồi chọn người khác là đúng chính xác. Đúng cái rồi đó. Em chọn cái bài hồi nãy không phải là của Hương Trà mà là của chị Hồ Quỳnh Hương. Em muốn nghĩ nãy giờ giờ mới ra là cái bài và em muốn hát lên cho toàn nữ. Không, ý anh nói là em luôn chọn sai thì giờ Trấn Thành Thu Trang chọn số khác là đúng. Ý em đang nói cái bài hồi nãy không phải là chị của Hương Trà. Bây giờ nghe nè, bài của chị số 6 nghe nè, đó nghe nè. Chị quẹo dù quận 7 bên kia nó qua Bình Thạnh chị. Nhưng mà thiệt là nãy giờ em ngồi rất tập trung để em nhớ cái bài thì phải cho em nói chứ không phải Hương Trà. Đúng rồi, cho đúng đi đó. Của chị Hồ Quỳnh Hương. Bài anh, bài là bài anh. Đúng không phải của Hương Trà nhá. Đấu tranh, ơi, nó đấu tranh hơn 5 phút chỉ để vạch mặt Trường Giang là đưa ra cái bài sai của Hương Trà rồi đó. Có đấu tranh gần 5 phút ngồi. Em đẩm bẩm nãy giờ luôn anh. Đâu từ lúc đầu là Miu Lê đã không có ấn tượng là Trường Giang rồi. Tại em ở đây anh nói cái gì đó sai. Không phải đơn giản mà cái đầu nó quay. Hay quá. Nó suy nghĩ riết cái đầu nó mới quắn. Em không muốn anh nói cái gì đó sai trên sóng truyền hình. Anh hiểu trời em. Trời ơi hay anh quá hiểu em. Một cái vở kịch của anh mà đâu đi đóng nhà cho anh mà tự nhiên nhắc đến đây. Ok anh hiểu em. Ok đúng không? Ok hiểu. Ok cái gì anh, cái hiểu. Gì okay, nó không okay. Thành ơi, Thành ơi, Thành ơi. Okay. Thành ô Quỳnh Hương ăn ngủ em đi, ăn ngủ em đi. Con chị Hương Trà nó Hương Trà như sao mà nói tự nhiên vậy được. Bảo vệ khiêng nó ra. Giận lắm luôn á. Vô bình tĩnh em Miu, bình tĩnh lại. Nói sai có một... Em bình tĩnh chưa, bây giờ bình tĩnh chưa. Nói sai có một cái tựa thôi mà thiếu điều nữa muốn lấy sơn nó tạc quán Trường Giang luôn rồi. Không, bây giờ em bình tĩnh chưa. Em không biết mấy người nói sai vậy. Rồi, bây giờ Trường Giang. Còn suốt ngày có che. Xin lỗi người ta đó. Xin lỗi. Bây giờ qua quyền đó xin lỗi chị. Cái bài này của Hương Trà mà. Mà suốt ngày anh có che em mập là em không thích rồi. Nhưng mà em cũng là đó. Thì ra cái nguyên nhân chính là ở đây. Bài này là bài của chị Hồ Quỳnh Hương. Đúng rồi, bài thì của Hương Tràm. Còn cái suốt ngày nay em mập lại không biết rồi đó. Đó, nguyên nhân chính là đây rồi. Nhưng mà bài này của Hương Tràm. Chị Hồ Quỳnh Hương, anh sao? Đi, giờ anh cá vậy mong. Anh cãi hoài, anh chơi thân Hồ Quỳnh Hương anh biết mà. Cái bài tên là anh. Biết rồi. Quỳnh Quỳnh Hương biết rồi. Rồi. Bị gì vậy? Bị. Tôi nói nha, tối nay mà quán Trường Giang bị tạt sơn là nó chứ mày. Là nó. Miu nghe nhiều nhạc Miu lộn cái bài này của Hương Trà. Thôi Miu ơi, Miu em bỏ qua đi. Miu bỏ qua em đi. Em bị cái tình Hương thua ấy. Vuốt giận. Anh xin lỗi em. Bài này của Hương anh đại diện dòng họ nhà nha, em xin lỗi em luôn. Xin lỗi em. Nhưng mà anh vẫn không đồng tình, anh cứ ngồi bắt chân em. Anh ngồi bắt chân em, anh nghe vậy là được. Bỏ cái chân xuống. Miu xin lỗi. Cái bài này là bài ngốc của Hương Trà. Bây giờ Giang nghe Trang không? Gì mọi người à? Vậy gì mọi người gì chương trình đi. Bây giờ Giang nghe Trang đi. Không phải, nhưng mà tại vì cái bài này là bài ngốc của Hương Trạm. Giang! Anh em ơi đây! Giang, bình tĩnh lại. Giang, bình tĩnh. Làm sao em du nổi những đêm dài? Làm sao cho con tim đó lạnh lùng? Chị mong sao từ tên em tan giá hả? Hãy xin nghe và hãy nghe với em. Em phát bài gì vậy? Anh làm tên nhau trong mơ. Và anh muốn bưng nó về, bưng về. Quá. Voi anh giờ này coi như điều quan trọng hơn cả sự lừa dối là yêu em. Em đúng. Anh trước khi tới đây em có soạn sẵn một bài soạn văn trong đầu.
Tại vì mọi người hay nói á, em giảm cân là vì anh Giang cho em mập. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Anh Giang cái hôm đó em có cãi qua cãi lại là vì anh nói sai tên bài hát. Ủa sao mà một cái chuyện mà từ cái năm đó tôi nhớ cách đây 2-3 năm rồi đó. Nhưng mà phải nói một điều là cái số lên sóng mọi người rất là mê anh. Nhưng mà dạ, nhưng mà giờ cho em giải thích là lúc đó lúc đó là em thề là em vì sai bài hát cái bài đó không phải nói đúng chứ. Nó kỳ lắm. Chứ ai nói gì đâu. Không mà phải nói là hôm nay đẹp quá trời luôn. Dạ dạ luôn. Nhưng mà anh, nhưng mà cho em đính chính lại là không phải vì anh Giang nha. Okay. Mọi người hiểu. Chứ em rất là quý anh Giang chứ không có kiểu mà hiềm khích hay gì hết. Tôi đâu có hiềm khích. Nhưng mà tí nữa là em rồi anh Thành ha. Bắt đầu hiềm khích rồi đó, bắt đầu hiềm khích rồi đó. Bắt đầu hiềm khích rồi đó. Anh đang muốn em về đỡ anh mà về nói gì thì chán thiệt chứ. Miu Miu, dù em có thay đổi cân nặng nhưng mà cái sự duyên dáng của em nó vẫn đậm đà nha. Anh thích cái chuyện vậy đó hả? Anh Giang thấy em đẹp hả? Hay cứ nhìn em hoài vậy? Không mà thiệt, hôm nay là nhắc quay lại ha, xin lỗi cắt ngang tí là đẹp. Thôi mình cứ dựng cái câu đó lên hình giùm em nha. Đẹp. La Thành, anh thấy tụi em ghê chưa? Anh đừng nghĩ anh nói hay nhất ở đây. Ủa có ai nói vậy? Nãy giờ nói nào trời. Nhưng Miu Lê tới đây ăn thịt tất cả mọi người. Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh, xin lỗi. Thì nói giữ dưỡng bé lại. Giữ bé lại. Không thể là không kịp với nó. Ủa, có gì xích rồi mà không giữ được. Thành biết không? Tại vì má không biết đối tượng nó là ai luôn. Nhạc mình á là có 7 nút nhạc đúng không? Đúng rồi. Là 5 nút nhạc mới là ngũ cung. Đồ Rê Mi Fa Sol. Đồ Rê Mi Fa Sol La Si. Nhưng mà em đó giờ em đọc 10 nút nhạc không? Đồ Rê Mi Fa Sol La Si Mê Miu Lê. Anh thích em là từ hát hò luôn tới diễn xuất luôn. Anh thấy giá trị của em chưa anh Giang? Để giờ đâu có nói gì đâu. Miu Lê, em phải tập trung vô cái người vừa mới tra em cành không? Dạ. Không quan trọng, nó không quan tâm luôn anh ơi. Không quan tâm luôn hả? À. Anh ơi, anh tặng ba hoa, nói em ba hoa hả anh? Anh nghĩa đưa chứ mà anh tặng một bông thôi. Tặng một bông thôi nè, sao em cầm, sao em cầm. No. Ủa lộn đi. No. Không sai được thường, no. Anh La Thành, cảm ơn anh nha. À, anh chia sẻ thiệt á. Không, phải cảm động thiệt, cảm ơn. Ok. Em hay giỡn giỡn thôi, chứ mấy cái này trân trọng. Cái gì hôn mấy bà? Anh không là cái trân trọng á. Anh ơi, nó có quăng những cái miếng mà nó rớt, nó phải rớt anh, nó thấm vào đất luôn anh. Nó thấm sâu vào lòng đất nha anh. Thấm sâu vào lòng đất chứ không phải là rớt trên bề mặt đâu. Mình là gì của nhau? Không là gì nữa hết, tức rồi. Nãy giờ em quên anh cho em nói này nha. Nói gì? Anh Thành ơi. Dạ. Anh La Thành. Mình anh La Thành. Anh nghe nè. Anh ok em đúng không? Tí ví dụ mà em có chọn sai anh đóng giùm em 2 triệu nha. Mà mắc gì cặp đùi người ta rồi nói thì cặp đùi là sao? À. Khỏe em, nhảy gì khỏe. Vậy thì ai lại cặp đùi của em? Đâu phải ai cũng tốt như anh Thành của em chứ. Em sống em hấp lực quá.